mình xem các bài nhảy của cô đó, mình mê lắm, ghiền luôn, ngày nào cũng xem, nhưng mà không tập được, khó quá. Có cách nào dễ hơn không cô? Cho bạn biết luôn, không có cách nào dễ cả. Chẳng có cái gì ngủ một đêm mà có cả. Các bạn cũng thấy trong cuộc sống, nếu chúng ta muốn có quả cam, quả quýt, quả mít, quả dừa thì cũng đều bắt đầu từ những hạt mầm. Nhiều hạt mầm, may ra có những cái hạt mầm mạnh mẽ nó mới nảy chồi đâm lộc và trở thành cái cây. Nhiều cái cây mới có một cây hay là vài cây, nhiều cây là nó mạnh mẽ nhất đó, thì nó mới ra được những cái hoa, lại nhiều hoa may ra mới được quả. Cho nên á, ở đây á, chúng ta phải hiểu đó là làm cái việc gì cũng thuận theo tự nhiên thôi, đều phải cần gì? Thời gian. Bạn hãy cho mình thời gian nhé. Hãy bắt đầu từ những bước nhảy đầu tiên đơn giản nhất. Hãy xem những cái bài hướng dẫn của chúng mình đó, làm thế nào để nhìn một cái bài nhảy mà biết cách học. Còn nếu như các bạn muốn được hướng dẫn một cách kỹ càng, thế thì tham gia cùng câu lạc bộ nhảy Thanh Xuân với chúng mình. Sau 3 năm hoạt động, giờ đây câu lạc bộ nhảy Thanh Xuân của chúng mình đã có 12.900 thành viên là các chị em phụ nữ trên khắp mọi miền Tổ quốc, cũng như là rất nhiều chị em ở các quốc gia khác nhau. Bạn vào câu lạc bộ, bạn xem cái cách người ta hướng dẫn, bạn cảm nhận cái bầu không khí, mà quan trọng nhất vẫn là sự luyện tập của mỗi người. Ngay trong câu lạc bộ cũng vậy, có nhiều chị em kêu khó và suốt ngày vào để xem thôi, tức là mình làm khán giả. Nhiều chị em bỏ cuộc, nhưng mà nhiều chị em họ học được cái tự học và họ trưởng thành từng ngày. Tuy bài nhảy lúc đầu có thể là cảm giác là chưa hay đối với họ, nhưng họ vẫn mạnh dạn quay video gửi vô như là một phần giao lưu trong cuộc sống.